giữ Phượng Hành khép lại, khán giả xứ Trung đẩy thuyền cho Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nhân xinh đẹp này. Giữ Phượng Hành chính thức khép lại với cái kết siêu viên mãn cho Thẩm Ly và Hành Chỉ. Theo đó, trải qua tất cả những chông gai và khó khăn, cuối cùng, Thẩm Ly và Hành Chỉ cũng về bên nhau, tiếp tục sống tại nhân gian. Ngày qua ngày, Hành Chỉ quyết định cầu hôn Thẩm Ly, lúc này nàng cũng báo cho chàng tin vui, cả hai người sắp lên chức cha mẹ. Ngoài cặp đôi Hành Chỉ và Thẩm Ly, cả Kim Nương Tử cũng đã tìm được một nửa của đời mình, nàng kết duyên cùng một phàm nhân tu tiên là Mộ Tử Thần. Dẫu vậy, chuyện tình này cũng gặp khá nhiều trắc trở khi ban đầu, Kim Nương Tử là kẻ ép Mộ Tử Thần cưới mình. Sau này, nhờ Hành Chỉ lẫn Thẩm Ly tính kế, Mộ Tử Thần mới nhận ra tình yêu mình dành cho Kim Nương Tử. Thế nhưng, không ít khán giả vẫn đẩy thuyền cho cặp chị em Thẩm Ly và Kim Nương Tử. Trước đó, trong tập 29 và 30 của Giữ Phượng Hành, đánh dấu màn debut của Kim Nương Tử, thần thái và nhan sắc của Vương Y Giao khiến người xem không thể dứt ra, vì độ ma mị quyến rũ của Xà Yêu Thượng Cổ càng làm khán giả thích thú, khi Kim Nương Tử chính là đối thủ xứng tầm để trị chiếc mỏ hổn của Hành Chỉ. Sau khi có sự xuất hiện của Kim Nương Tử, CNET lại muốn đẩy thuyền cho cặp tỷ muội Thẩm Ly và Kim Nương Tử vì phản ứng hóa học đỉnh chóp, khiến nhiều người liên tưởng tới Thanh Xà và Bạch Xà. Vai trò của Kim Nương Tử là giúp Thẩm Ly ổn định lại các giác quan, lấy lại pháp lực, giúp nàng dung hòa Bích Hải Thương Châu trong người. Quá trình trị thương buộc hai người phải ở sát nhau, vô tình cho ra những phân cảnh dễ khiến người qua đường có thể hiểu lầm đây là phim bách hợp. Bởi phản ứng hóa học của Vương Y Giao và Triệu Lệ Dĩnh bùng nổ mạnh mẽ, đối lập với tạo hình mạnh mẽ khi mặc chiến giáp, Thẩm Ly khi chữa thương trông mong manh và dịu dàng hơn. Bên cạnh ở Kim Nương Tử mềm mại, sơ hở là kề sát bên Bích Thương Vương làm người xem phải hú hét. CNET thậm chí sẵn sàng đẩy Hành Chỉ ra rìa để đẩy thuyền cho cặp tỷ muội Kim Nương Tử và Thẩm Ly. Ngoài phản ứng hóa học hót rần rần của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Y Giao, cảnh hôn của Thẩm Ly và Hành Chỉ ở tập 30 cũng lọt hót sớt với hàng loạt từ khóa. Nhưng nhìn chung, Giữ Phượng Hành mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Khác với nhiều phim tiên hiệp huyền huyễn chuộng cái kết buồn trong những năm gần đây, Giữ Phượng Hành mang tới cho người xem những giây phút vui vẻ từ đầu tới cuối phim, dành nhiều thời gian khắc họa cuộc sống viên mãn của cặp đôi chính, khiến khán giả hài lòng. Chẳng những vậy, cách Triệu Lệ Dĩnh thể hiện nhân vật Thẩm Ly ở tập cuối cùng khá đáng yêu và thú vị, làm tập cuối của Giữ Phượng Hành thêm hài hước. Không phải Vương Hạc Đệ, đây mới là tiểu sinh 95 được yêu thích nhất mạng xã hội. Danh sách những sao nam si biết, tiểu sinh lứa 95 nổi tiếng trên Douyin, vừa mới đây đã chính thức hé lộ, xếp hạng dựa trên số lượt thích trung bình mỗi bài đăng. Trong số dàn mỹ nam được điểm mặt gọi tên như Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi hay Trần Triết Viễn, đều lỡ hẹn với vị trí đầu bảng. Theo đó, người dẫn đầu bảng xếp hạng là Vương Nhất Bác, với lượt like trung bình ghi nhận được là 1,59 triệu, bỏ xa Tống Quy Long đang đứng ở vị trí thứ hai là 1,52 triệu like, và Vương Hạc Đệ xếp hạng 3 với 1,49 triệu. Một số cái tên đang nổi hiện nay như Trương Lăng Hách, Trần Triết Viễn, Đặng Vi, Hứa Khải, đều ao khỏi top 5. Vương Nhất Bác đã có một năm 2023 hoạt động nghệ thuật tương đối tích cực, chỉ trong một năm, anh chàng liên tiếp giới thiệu tới khán giả ba bộ điện ảnh là Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt. Nhìn chung, doanh thu phòng vé của phim tại thị trường đại lục cũng như nước ngoài đều ổn áp. Nhờ vậy mà danh tiếng và địa vị của Vương Nhất Bác càng thêm được củng cố, giá trị thương mại theo đó cũng tăng lên một tầm mới. Dựa trên loạt thương vụ đại ngôn mà Vương Nhất Bác nắm trong tay, không ngoa khi nói, anh đang là nam minh tinh có giá trị thương mại cao nhất nhì si biết hiện nay. Vương Hạc Đệ kể từ sau Thương Lan Quyết, sự nghiệp và danh tiếng đều thăng hạng, anh được nhận xét là một trong những sao nam nổi bật nhất lứa 95 lúc này. Xét về mặt lưu lượng, thực tế Vương Hạc Đệ cũng không chênh lệch quá nhiều so với Vương Nhất Bác. Tống Uy Long mấy năm nay sự nghiệp đang gặp khó khăn vì vướng phải kiện tụng, tranh chấp với công ty quản lý Hoa Ngu Ảnh Thị. Thế nhưng, sự quan tâm mà công chúng dành cho anh vẫn vô cùng lớn lao. Công khai bạn trai chưa lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận trái ngọt khiến fan vỡ òa hạnh phúc. Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào đoàn phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Ở dự án phim này, nàng Tiểu Hoa hợp tác đóng chính cùng chàng Mỹ Nam Đông Cung là Trần Tinh Húc. Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trên phim trường Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được đưa ra đã nhận về vô số lời khen ngợi vì quá đẹp đôi. Vừa vào đoàn phim mới chưa lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xác lập kỷ lục mới. Theo đó, nàng Mỹ nữ Tân Cương là sao nữ đầu tiên có bài đăng trong siêu thoại vượt mốc 40 triệu. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ đỉnh lưu lượng mang nhiệt hàng thực giá thực của Cbiz.
Sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được tích lũy từ thời gian bước chân vào giới giải trí, tuy chưa có phim đóng chính bạo, thế nhưng cô nàng lại có loạt vai diễn khiến khán giả ấn tượng như Cao Văn trong Người Tình Kim Cương, Phượng Cửu ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Kiều Tinh Tinh ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng nhan sắc của cô nàng lại xứng danh quốc bảo, khiến dân tình trầm trồ mỗi lần lộ diện. So với đối thủ trời chọn là Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất không tốt bằng, nhưng lại có giá trị thương mại cực cao. Nhan sắc nổi bật là lợi thế giúp cô nàng chiếm lĩnh danh xưng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Đến nay, khán giả đều hy vọng cô nàng sẽ sớm có một tác phẩm giúp bảo chứng tên tuổi trong thời gian tới. Hiện tại, bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Nhan sắc mẹ Cúc Tịnh Y gây sốt, hóa ra danh xưng mỹ nữ 4.000 năm là được di truyền. Tuy diễn xuất khiến dân tình ngán ngẩm, thế nhưng Cúc Tịnh Y lại là mỹ nhân sở hữu nhan sắc, khiến nhiều người phải mê mẩn. Phong cách trang điểm của cô nàng được nhiều người học hỏi, và thậm chí trở thành trào lưu. Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y cũng là một trong số những sao nữ vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Cbiz. Mới đây, Cúc Tịnh Y đã có động thái như muốn ngầm khẳng định bản thân đẹp từ bé. Cụ thể, trên tài khoản phụ của mình, nàng Tiểu Hoa đã đăng tải hình ảnh của mẹ. Nhan sắc mẹ Cúc giống với con gái đến 80%, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Có ý kiến bày tỏ, Cúc Tịnh Y đã được thừa hưởng những nét đẹp nhất từ mẹ. Thế nhưng ngay sau đó, có cư dân mạng đã phát hiện ra ảnh mẹ của Cúc Tịnh Y thực chất là do AI vẽ ra. Việc cô nàng đăng ảnh để khẳng định nhan sắc được di truyền, không động dao kéo, bỗng chốc bị lật xe, nhiều người bày tỏ ngán ngẩm, khi Cúc Tịnh Y luôn quảng bá nhan sắc một cách quá lố. Ngay lập tức, các fan của Cúc Tịnh Y đã vào giải thích rằng, thần tượng đã biết bức ảnh này là do AI tạo ra từ lâu. Tuy nhiên việc khôi phục ảnh cũ, làm đẹp hơn để mẹ vui thì chẳng có gì sai cả. Các fan của Cúc Tịnh Y cũng lên án những người luôn ác ý tấn công cô nàng. Mới đây, Cúc Tịnh Y đã trở lại với Hoa Giang Lệnh đóng cùng Lưu Học Nghĩa sau thất bại của Hoa Nhung. Nàng Tiểu Hoa được đánh giá cao trong phân đoạn hóa ác nữ thượng quan chỉ. Tạo hình mới của Chương Nhược Nam trong Khó Dỗ giành thành công chinh phục khán giả. Thời gian qua, dự án phim chuyển thể Khó Dỗ giành nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những thông tin liên quan đến dàn diễn viên. Vì tiểu thuyết gốc của tác giả Trúc Dĩ vốn rất được yêu thích, vậy nên người hâm mộ nguyên tác càng khắt khe trong vấn đề tuyển chọn nam nữ chính hợp vai. Đến lúc đội hình chính thức được công bố, người hâm mộ càng thêm lo lắng khi người đảm nhận vai nữ chính Ôn Dĩ Phàm là Chương Nhược Nam. Sau khi những tạo hình đầu tiên của nữ diễn viên trên phim trường được lan truyền, netizen cảm thấy không hài lòng, đa số nhận xét tổ tạo hình thiết kế phục trang cùng kiểu tóc quá quê mùa. Đồng thời, ngoại hình và thần thái của Chương Nhược Nam cũng bị đánh giá là không phù hợp với hình tượng nhân vật Ôn Dĩ Phàm. Tuy nhiên, tạo hình đồng phục mới đây nhất của Chương Nhược Nam trên phim trường Khó Dỗ Dành đã khiến công chúng phải quay xe. Xứng với danh xưng nữ thần thanh xuân, vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần của Chương Nhược Nam trong bộ đồng phục học sinh đã đốn tim biết bao khán giả. Chỉ là áo sơ mi trắng, váy đen, áo khoác đồng phục đơn giản, thế nhưng Chương Nhược Nam trong tạo hình này vẫn nổi bật hơn bất kỳ tạo hình nào khác. Nhan sắc không tì vết ấy, đích thực chính là hình tượng tiêu chuẩn của mối tình đầu trong lòng những thiếu niên 17-18 tuổi. Ngắm nhìn loạt ảnh chụp Chương Nhược Nam trong tạo hình mới này, đa số khán giả dành lời khen ngợi, đồng thời bày tỏ niềm tin nữ diễn viên có thể đảm nhận tốt vai diễn. Bên cạnh đó, họ hy vọng trong quá trình hậu kỳ, đoàn làm phim có thể tạo bộ lọc tốt để cảnh quay cũng như nhan sắc của diễn viên có thể phát huy tốt nhất. Ở chiều ngược lại, vẫn có không ít những đánh giá cho rằng Chương Nhược Nam chỉ phù hợp với tạo hình học sinh trung học, nhưng nhân vật Ôn Dĩ Phàm còn có nhiều phân cảnh ở quãng thời gian trưởng thành. Đồng thời, họ chỉ ra Ôn Dĩ Phàm trong nguyên tác sở hữu sắc đẹp hồ ly sắc sảo, xinh đẹp tựa minh tinh, còn Chương Nhược Nam dù thế nào cũng chỉ dừng ở mức đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng. Ngoài những đánh giá dành cho Chương Nhược Nam, khán giả cũng có lời khen ngợi với ảnh lít mới của Bạch Kính Đình trong tạo hình nam chính Tang Diên. Người hâm mộ chia sẻ cảm giác rung động khi ngắm nhìn chàng diễn viên sinh năm 1993 mặc áo đồng phục, Bạch Kính Đình hệt như dáng vẻ người con trai mà các nữ sinh thầm thương trong những năm trung học. Nhờ những chủ đề bàn luận xoay quanh Khó Dỗ Dành, sự chú ý của công chúng dành cho hai diễn viên chính đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là Chương Nhược Nam. Lượng tương tác trên nền tảng Douyin gần đây của Chương Nhược Nam thường xuyên phá mốc 4 triệu lượt thích, video mới nhất đã hơn 10 triệu lượt tim. Bỏ xa nhiều diễn viên cùng lứa nói chung và những tiểu hoa vốn được coi là gương mặt hot trên Douyin khác nói riêng, khán giả dự đoán rằng, trong tương lai,
Khi bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường Khó Dỗ giành lên sóng, Chương Nhược Nam sẽ có cơ hội thăng cấp lên hàng lưu lượng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.